Truyền thông sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Phêrô và Phaolô giáo xứ Thái Hà xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hàng năm cứ vào ngày mùng 2 tháng 9, sứ đoàn lại tổ chức cho các em thiếu nhi ngày hội chợ hè. Và hôm nay chúng tôi đang ở giáo xứ Thái Hà và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những trò chơi mà sẽ được diễn ra trong ngày hội chợ này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay giờ đây thì chúng ta sẽ cùng gặp cha Gioan Nguyễn Đức Phú, cha tuyên úy của sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Phêrô Phaolô giáo xứ Thái Hà. Dạ, con chào cha. Dạ, thưa cha, ngày mùng 2 tháng 9 tới đây là ngày sẽ diễn ra ngày hội chợ hè dành cho các bạn thiếu nhi. Cha có muốn điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn thiếu nhi không ạ? Xin chào toàn thể quý vị. Theo thông lệ hàng năm thì cứ đến dịp hè là sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Phêrô Phaolô giáo xứ Thái Hà lại tổ chức một ngày hội chợ hè dành cho các em, vừa là để các em có dịp vui chơi nhưng lồng sau đó là để các em cũng có dịp để học hỏi, hiểu biết thêm về kinh thánh, về giáo lý và về chân dung các vị thánh. Chính vì thế ngày mùng 2 tháng 9 tới đây dự kiến sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Phêrô Phaolô giáo xứ Thái Hà sẽ tổ chức ngày hội chợ dành cho các em thiếu nhi. Ước mong rằng cái ngày hội chợ này vừa là dịp các em được vui chơi nhưng sau đó các em sẽ được học hiểu thêm về kinh thánh, về giáo lý, về chân dung các vị thánh. Chính vì thế trong các trò chơi các anh chị huynh trưởng đã chuẩn bị sẽ mỗi trò chơi sẽ mang nội dung của kinh thánh hoặc một câu chuyện trong kinh thánh, của chân dung một vị thánh hay là một giáo lý, điểm giáo lý nào đó để các em vừa vui chơi nhưng các em cũng sẽ học hỏi được về giáo lý, về kinh thánh, về chân dung các vị thánh để các em có thể được yêu mến Thiên Chúa hơn, nhiệt thành hơn trong công việc tìm hiểu Thiên Chúa và sống lời Chúa mỗi ngày. Chính vì thế, thay mặt cho toàn thể sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Phêrô Phaolô giáo xứ Thái Hà, xin chúc tất cả quý phụ huynh, các em thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng, dự trưởng có những ngày hội chợ vui tươi, nhưng các em và tất cả quý vị cũng sẽ được hiểu biết thêm về giáo lý, về kinh thánh và đời sống các vị thánh để tất cả mọi người chúng ta đều được yêu mến Thiên Chúa hơn và sốt sáng hơn trong công việc phục vụ giáo hội và phục vụ tha nhân. Dạ vâng, con xin cảm ơn những lời chia sẻ tâm tình của cha Gioan và con tin chắc rằng ngày hội chợ của chúng ta ngày mùng 2 tháng 9 sẽ được diễn ra tốt đẹp theo hồng ân của Thiên Chúa. Vâng, và giờ đây thì con xin phép cha là chúng con sẽ di chuyển vào trong nơi đang diễn ra những cái trò hội chợ của chúng ta đang chạy thử để cho ngày mùng 2 tháng 9 này ạ. Con xin phép cha. Giêsu sai chúng ta đi đâu? Xin chào tất cả anh chị. Ngày hôm nay cảnh xin con chúng em sẽ xin gửi đến đây chị Hà chơi. Trò tiên của chúng em được gọi là trò đi vào nước trời. Đi vào nước trời. Như mọi người thấy thì không có một con đường nào có đường thẳng để có thể đi lên thẳng được nước trời cả. Mỗi người đều phải có đi qua những cái gọi là gian nan thử thách hay là những cái khó khăn. Thì trò này của bọn em ý là có khó khăn, có gian nan, có, nhưng mà nếu như mà mỗi người đều khắc phục được thì ai cũng sẽ vào được nước trời. Thế nên là trò chơi này thì bọn em mong muốn là ngoài việc mà mọi người chơi ra thì mọi người có thể nhìn nhận lại mình đang sống thế nào để có thể được vào nước trời với Thiên Chúa. Đây là trò chơi đi vào nước trời. Để tham gia đấu trường thôi.
Giê-xu, sai chúng ta đi đâu? Đến với những ai hờ hững xa lạ. Người sai ta đi khắp nơi, truyền giáo tin mừng cứu rỗi. Chúng ta là những người trẻ. Này con ơi đừng có lo sợ, hãy ra đi đem Chúa đến muôn nơi, chào bình an yêu thương đến giữa đời. Ta làm nhân chứng cho ngài mà thôi. Ta ra đi vẫn nói về Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá những người đã phục sinh, để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô đang sống, mời gọi ta ra đi, đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu độ. Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá những người đã phục sinh, để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu một số trò chơi trong ngày hội chợ mùng 2 tháng 9. Và các bạn đừng quên, hãy đến với ngày này, còn rất nhiều trò chơi nữa cơ. Thay mặt cho Sứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Phêrô Phaolô, xin gửi lời chúc tới toàn thể quý vị và các bạn. Hy vọng chúng tôi sẽ được gặp các bạn trong thứ Tư ngày mùng 2 tháng 9 tới đây.